Hẳn nhiều quý vị vẫn chưa quên câu chuyện cô dâu đặt 100 mâm cỗ cưới mà không đến trả tiền, khiến nhà hàng phải kêu gọi cộng đồng mạng giải cứu xảy ra ở Điện Biên. Mới đây, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cô dâu trong câu chuyện hiện đang bán đất, tài sản để thu xếp tiền trả lại cho nhà hàng. Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết, không khởi tố vụ án, không xử phạt hành chính đối với Cà Thị Út, 24 tuổi, ở xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ, khi đã bom hàng 150 mâm cỗ cưới. Lý giải việc này, Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nói, vụ việc không có dấu hiệu hình sự, chỉ là giao dịch dân sự nên để hai bên tự giải quyết với nhau. Nếu không đi đến thỏa thuận, nhà hàng Tâm Phúc có thể kiện Út ra tòa. Theo Đại tá Tủa, Cà Thị Út đang bán đất, tài sản để thu xếp tiền trả lại cho nhà hàng. Anh Vũ Thế Long, chủ nhà hàng Tâm Phúc chia sẻ, nếu thời gian tới người này không trả tiền, cơ quan công an sẽ hướng dẫn anh Long làm các thủ tục để kiện ra tòa dân sự. Trước đó, hồi tháng 9 năm nay, Út gọi điện cho anh Long yêu cầu cung cấp 156kg gà sống, 40kg giò, 180 hộp mía trị giá gần 23 triệu đồng để tổ chức báo hỷ tại nhà gái và đặt anh dựng phong giạp và 150 mâm cỗ cưới tại nhà hàng của anh này vào ngày 30 tháng 9 năm 2020. Anh Long thực hiện đúng theo hợp đồng miệng, thế nhưng đến trưa ngày 30 tháng 9, do không liên lạc được với Út, nên anh Long đã kêu gọi sự giúp đỡ trên mạng xã hội và trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Ngày 11 tháng 11 là ngày lễ độc thân. Ngoài những việc làm mọi người vẫn làm hàng ngày trong những ngày này để ăn mừng độc thân hoặc cầu thoát ế, đây cũng được coi là sự kiện mua sắm được mong chờ nhất tại Trung Quốc và trên toàn thế giới. Có thể nói những năm gần đây, ngày lễ độc thân 11 tháng 11 được coi là ngày siêu mua sắm lớn nhất châu Á, sánh ngang với ngày Black Friday, Cyber Monday của các nước phương Tây. Đây là dịp các công ty thương mại điện tử của Trung Quốc như Alibaba, JD.com và Pinduoduo tung ra các chương trình giảm giá lớn. Năm ngoái, các khách hàng đã chi 38,4 tỷ đô la Mỹ khi mua sắm trên các nền tảng thương mại điện tử của Alibaba là Tmall và Taobao. Theo một khảo sát của hãng tư vấn Oliver Wyman, trong lễ hội năm nay, 86% số người tiêu dùng Trung Quốc sẵn sàng chi bằng hoặc nhiều hơn so với năm ngoái. Tại Việt Nam, vài năm trở lại đây, ngày độc thân 11 tháng 11 được các sàn thương mại điện tử ví như đại tiệc mua sắm với các chương trình siêu giảm giá lớn nhất trong năm, để kích cầu tiêu dùng, mở màn cho chuỗi chương trình ưu đãi dịp cuối năm. Năm nay, Lazada, một trong ba sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam, tung 11 triệu deal toàn sàn, giảm đến 50% với tổng giá trị mã giảm lên đến 22 tỷ đồng. Nền tảng thương mại điện tử Shopee thì nâng cấp các tính năng nổi bật trong ứng dụng của mình để kết nối người bán, thương hiệu và người dùng tốt hơn tại sự kiện 11 tháng 11 Sale Sale. Các tính năng Shopee Live, Shopee Feed cũng được nâng cấp. Trong khi đó, Tiki mở chương trình ưu đãi lớn mang tên Tiki Thả Thính, Vạn Deal Đều Dính, với hàng loạt deal đồng giá chỉ từ 11.000 đồng trong 10 khung giờ săn sale bùng nổ. Các sàn thương mại điện tử đã nhiệt tình giảm giá, thì người mua hàng cũng nhiệt tình chốt đơn. Trên mạng xã hội, ngay từ đêm qua, cộng đồng mạng đã liên tục chia sẻ những hình ảnh săn sale sập sàn trên các trang thương mại điện tử. Hãy cùng chúng tôi nhìn qua sự tấp nập rộn ràng của mùa săn sale hôm nay. Không săn sale được ngày này, ta sẽ săn sale ngày khác. Thế nhưng ảnh sống ảo thì không thể thiếu được. Anh chị nào có ảnh săn sale ngày hôm nay, chốt đơn nhiều nhiều một tẹo để em giả vờ giàu có với ạ. Thức khuya dậy sớm vào ngày săn sale. Nếu nhân viên đi làm mà cũng chăm chỉ như đi mua hàng online thì các công ty sẽ mừng lắm. Tôi tiết kiệm được hơn 3 triệu nhờ săn sale ngày hôm nay, quá đã. Tôi thức từ 0 giờ đến 3 giờ để vượt gần 30 món của Adidas, như đi đánh nhau. Chịu rồi, không thể canh được, quay đi quanh lại là sold out hết luôn, buồn. Alo, có ai chọn thanh toán bằng ngân hàng xong bị sự cố không vậy? Áp cái mã 100k rồi, giờ hủy đơn mất mã là khóc tới sáng luôn. Hết sạch mã free ship rồi, mã free ship xám xịt như tương lai của tôi vậy, tưởng phải trả 17.000 tiền ship cơ. Nói đến cạnh tranh thì không còn xa lạ với các chiêu bài của Trung Quốc. Các anh ấy chịu chơi thiếu điều tới nỗi hàng ship sẵn tới trước cửa của khách hàng, chỉ chờ khách hàng bấm nút order là họ bấm chuông giao hàng luôn, thật sự. Nếu bạn là một người độc thân và đang muốn kết thúc cuộc sống độc thân của mình ngay trong ngày lễ quốc tế độc thân 11 tháng 11 năm nay, bạn có thể tìm đọc tựa sách Bắt đầu từ đâu để hết một mình. Đây được coi là tấm bản đồ đồng hành cùng các bạn trẻ bay trên hành trình tìm kiếm một nửa đích thực của mình. Với hơn 100 trang sách theo đúng tiêu chí, ngắn gọn, xúc tích, cô đọng, khoa học và có hệ thống, tác giả Vũ Nguyệt Ánh đã sắp xếp cuốn sách theo đúng 3 chương.
tương đương với 3 bước lớn của hành trình rời bỏ cuộc sống độc thân. Ở chương 1, tác giả bắt bệnh 20 tuýp độc thân kinh điển với những biểu hiện đặc điểm rất chân thực và sinh động, từ đó hướng dẫn các FA cách làm một bảng phân tích bản thân. Chương 2 đưa ra phương thức xây dựng hình mẫu lý tưởng của mỗi người và cách kiểm nghiệm xem hình mẫu đó có thực sự phù hợp với bản thân người đó hay không. Sau khi hiểu bản thân cũng như xây dựng hình mẫu phù hợp cho mình, độc giả sẽ tiếp tục đến với những nội dung, kiến thức, kỹ năng mới mẻ và thú vị về việc hẹn hò trong chương 3, cẩm nang cho cuộc hẹn đầu tiên. Không phải là ngay lập tức chúng ta cứ nghĩ là chúng ta ngồi một chỗ và chúng ta chờ một người phù hợp đến, mà đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu về chính bản thân mình, người ta gọi là tìm hiểu bản thân trước khi tìm kiếm tình yêu đấy. Sau khi chúng ta hiểu bản thân rồi, ưu điểm nhược điểm là gì thì bắt đầu chúng ta mới đi tìm xem là cái người nào thì sẽ phù hợp với chúng ta, chấp nhận được nhược điểm của chúng ta và yêu và trân trọng những cái ưu điểm của chúng ta. Sau đấy thì đến khi mà gặp được người như thế rồi thì làm thế nào mà chúng ta có được những cái kỹ năng hẹn hò phù hợp để có thể làm thế nào để hai người sẽ cảm thấy là vui vẻ và thoải mái nhất khi ở bên cạnh nhau. Đây có thể coi là một cuốn sách kỹ năng rất đáng được chờ đợi, bởi các bạn trẻ Việt Nam rất cần được tham khảo, tìm hiểu và học hỏi để có được những trải nghiệm hẹn hò, tình yêu thú vị và giá trị hơn. Đặc sản của thời tiết Sài Gòn vẫn luôn là cái nắng, cái nóng. Thế nên ngày hôm nay, khi ảnh hưởng của không khí lạnh hoạt động vào giai đoạn chuyển mùa, khiến nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh giảm xuống 22 độ C vào sáng sớm, đã khiến nhiều người Sài Gòn thích thú. Sáng ngày 11 tháng 11, trời Sài Gòn âm u, gió nhẹ, nhiều người ra đường với áo khoác, khăn quàng cổ, găng tay vì nhiệt độ giảm 2 đến 3 độ so với những ngày trước. Ghi nhận nhiệt độ thấp nhất sáng nay tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh là 22 độ C, độ ẩm trên 80%. Các phụ huynh phải mặc thêm áo ấm cho con trước khi đưa đến trường. Theo ông Lê Đình Quyết, Phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ nay đến cuối năm sẽ có nhiều đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ có thể xuống thấp hơn. Cộng đồng mạng cũng đã có nhiều bình luận bày tỏ sự hào hứng khi được đón cái lạnh hiếm hoi của Sài Gòn. Một thông tin thu hút nhiều sự chú ý trong ngày hôm nay đó là cô giáo Hà Ánh Phượng, 29 tuổi, giáo viên tiếng Anh trường Trung học phổ thông Hương Cần, tỉnh Phú Thọ, đã lọt vào top 10 giáo viên toàn cầu do Vaki Foundation công bố ngày 11 tháng 11. Cô Phượng là giáo viên Việt Nam đầu tiên vào top 10 và cũng là người trẻ tuổi nhất được ban tổ chức giải thưởng giáo viên toàn cầu Global Teacher Prize do quỹ Vaki Foundation lựa chọn, cùng với 9 giáo viên khác từ khắp nơi trên thế giới. Là giáo viên của một trung tâm Anh ngữ có tiếng tại Hà Nội và một phiên dịch viên đã tham gia phiên dịch cho sự kiện lớn nhỏ của các đơn vị đến từ 18 quốc gia, cô Phượng quyết định trở về công tác ở ngôi trường miền núi với gần 90% học sinh người dân tộc thiểu số. Năm 2016, cô giáo Mường được tuyển đặc cách vào trường Trung học phổ thông Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Luôn tâm niệm, Anh ngữ là sinh ngữ, học ngoại ngữ phải có môi trường mới hiệu quả. Cô Phượng đã tự học cách sử dụng công nghệ thông tin, mở ra lớp học không biên giới, kết nối học sinh với giáo viên và học sinh các nước khác. Cô cũng sáng tạo cách dạy học mới như dạy qua phim ảnh, dự án, tổ chức dạy học online, lập kênh YouTube để dạy tiếng Anh miễn phí. Trước đó vào tháng 3, khi lọt top 50, cô Hà Ánh Phượng đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ gửi thư chúc mừng, nhấn mạnh giải thưởng giáo viên toàn cầu được ví như giải Nobel của giáo dục. Việc cô Phượng được vinh danh không chỉ là niềm tự hào của cô mà còn của ngành giáo dục cả nước. Những thông tin về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cũng tiếp tục thu hút được sự chú ý. Với chủ đề Thập kỷ hương sắc, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020 đã vừa mang đến cho người dân ở thành phố biển Vũng Tàu một đêm thi người đẹp thời trang sôi động, hoành tráng và vô cùng mãn nhãn. Nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, người đẹp thời trang là một phần thi hiện đại, hấp dẫn và là sân chơi để các ứng viên trong ngôi vị Hoa hậu có dịp thể hiện kỹ năng catwalk của mình. Trên một sân khấu ngoài trời được thiết kế dài đến 40m, điều chưa từng có trong tiền lệ các mùa thi Hoa hậu trước đó, top 35 thí sinh xuất sắc nhất đã lần lượt trình diễn những bộ trang phục của các nhà thiết kế nổi tiếng như Lê Thanh Hòa, Đinh Thanh Long. Bên cạnh đó là sự góp mặt ở các vị trí first face, vedette của nhiều hoa hậu, á hậu, người đẹp và nghệ sĩ nổi tiếng như Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vi. Tất cả đã đem đến một đêm thi vô cùng mãn nhãn. Qua đó, ban giám khảo gồm những tên tuổi như nhà thơ Trần Hữu Việt, giáo sư Hoàng Tử Hùng, hoa hậu Hà Kiều Anh, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, á hậu Thụy Vân, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa cũng đã tìm ra được top 5 người đẹp thời trang. Kết quả cho danh hiệu người đẹp thời trang của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020 sẽ được công bố trong đêm chung kết diễn ra vào tối ngày 20 tháng 11 ở thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với cuộc bầu cử Mỹ thu hút sự chú ý của đông đảo người dân trên toàn thế giới, bất kỳ thông tin nào liên quan dù nhỏ nhất cũng được cộng đồng mạng quan tâm. Yutaka Umeda,
thị trường một thị trấn nhỏ ở phía tây nam Nhật Bản, những ngày gần đây đã trở nên thành một hiện tượng Internet vì các ký tự kanji trong tên của ông có thể được phát âm là Joe Biden. Ông Yukata Umeda, 73 tuổi, là thị trưởng thị trấn Yamato, một thị trấn với dân số khoảng 15.000 người. Những người trong gia đình, sau khi theo dõi tin tức từ cuộc bầu cử, đã nhận ra tên của ông lại có thể được đọc phiên âm giống như Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Joe Biden. Trong cách viết chữ kanji của người Nhật, có nguồn gốc từ Trung Quốc, các ký tự thường có cách đọc phiên âm khác nhau, khi tên đầy đủ của Umeda là Yukata Umeda, được đọc với các âm khác nhau. Yukata có thể được đọc là Joe và Umeda có thể được đọc là Biden. Sự trùng hợp nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và gây chú ý trên các đài truyền hình lớn. Tôi thực sự ngạc nhiên. Tôi được kể lại rằng tôi được lên các bản tin Nhật Bản, nhưng khi tới Tokyo hôm qua, tôi nghe mọi người nói rằng tôi còn được lên bản tin ở Mỹ nữa. Hiện tại, Umeda cho biết ông sẽ viết thư chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden và tán thành cam kết thống nhất một nước Mỹ đang bị chia rẽ sâu sắc của ông Biden. Việc chăm sóc các em bé sau khi sinh như thế nào là điều mà nhiều ông bố bà mẹ trẻ thiếu kinh nghiệm rất lo lắng. Thế nhưng nếu quý vị nào đang trong hoàn cảnh này thì đừng lo. Bởi mới đây trên mạng xã hội đã chia sẻ rộng rãi đoạn clip ghi lại cảnh ông nội dạy tắm cho cháu rất thú vị. Đặc biệt video có sự tham gia của một diễn viên đồng thế đại tài, đó chính là chú mèo cưng của gia đình. Màn hợp tác giữa ông nội và mèo cưng đã thu hút tới hơn 46.000 lượt tương tác cùng 11.000 lượt bình luận và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Ở phần cuối của chương trình, hãy cùng chúng tôi theo dõi một phần của video rất thú vị này và biết đâu một số ông bố bà mẹ trẻ có thể học được cách tắm cho các bé sơ sinh. 22 cộng ngày hôm nay đến đây thì được kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.